Xin chào quý vị và bà con nông dân. Theo tổng hợp mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã khởi phát tại Hà Tĩnh từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh. Nhiều bà con nông dân ở Hà Tĩnh đang lo lắng khi đến nay đã có 8 huyện thị xã có châu bò mắc bệnh với số lượng lên đến 997 con trâu, con bò và trong đó có 56 con trâu bò đã chết. Theo các chuyên gia nông nghiệp, bệnh đã xuất hiện từ cuối năm ngoái và vẫn đang có tốc độ lây lan nhanh bởi thời điểm này, thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ thay đổi liên tục. Những đợt không khí lạnh gây mưa, rét và ẩm làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán diện rộng. Ngoài ra, thì việc thiếu nguồn vaccine để tiêm phòng bệnh cho châu bò cũng khiến cho dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng. Do vậy, để phòng chống dịch thì các chuyên gia khuyến cáo trong thời tiết mưa ẩm và dịch bệnh như hiện nay thì bà con không nên chăn thả rông châu bò. Với đàn châu bò bị bệnh hoặc là nghi mắc bệnh thì bà con cần quản lý bằng cách đánh dấu nuôi nhốt tại chuồng, bổ sung thức ăn tinh, muối khoáng hay là vitamin để nâng cao sức đề kháng cho châu bò. Ngoài ra thì bà con cũng không nên giết mổ bán châu bò có biểu hiện bệnh chết, tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh cho châu bò trong thời gian tới. Về tình hình thời tiết, dự báo từ đêm ngày 6 sang đến ngày 7 tháng 3, quá trình tăng cường của khối không khí lạnh từ phương Bắc sẽ khiến cho thời tiết tại Hà Tĩnh nói riêng và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế lại chuyển mưa và nhiệt giảm. Về đêm và sáng sớm thì tình trạng mưa nhỏ cùng với sương mù và sương mù nhẹ khiến cho độ ẩm trong không khí tăng cao, trời rét ẩm vào thời điểm này. Còn trong ngày thì trời đôi lúc có nắng và nhiệt độ tăng lên. Suốt các khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt tăng dần và dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ, trời ấm áp hơn. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.